Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 7, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch, ngày Đinh Tị, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày: Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ, Quý Mùi. Tuổi hợp trong ngày: Ngày Tỵ lục hợp thân, Tam hợp Sửu và Dậu thành kim cục. Giờ hoàng đạo trong ngày: Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Nam và hướng Đông. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 4 tuổi chẳng lo thiếu tiền tiêu trong ngày thứ 7 này sẽ là tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Thân và tuổi Dậu. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, tuổi Tý khó gặp may mắn trong ngày có thiên quan chiếu mệnh. Hung tinh này khiến nguy cơ đụng độ tiểu nhân của bản mệnh tăng vọt. Nếu không cẩn thận, bạn có thể bị cướp công đoạt sức, thậm chí là hủy hoại danh tiếng. Ở thời điểm này, nếu như bạn đang muốn chuyển việc hay thay đổi môi trường mới, thì hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt tương lai của mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hãy thu thập đầy đủ thông tin và tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định. Về mặt tình cảm, thủy hỏa xung khắc cảnh báo mối quan hệ của bạn và người ấy đang trong giai đoạn khá căng thẳng. Vấn đề tồn tại từ lâu, nhưng nếu bạn còn tiếp tục né tránh, không giải quyết vấn đề thì mọi chuyện sẽ bùng bét hết cả. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, nguy cơ đụng độ tiểu nhân tăng. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, có thể bị cướp công, bị hủy hoại danh tiếng. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, nên suy nghĩ thật kỹ trước khi chuyển việc. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, mối quan hệ tình cảm trong giai đoạn căng thẳng. Con số may mắn: 5, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, được tam hợp cục độ mệnh, tử vi hôm nay cho thấy người tuổi Sửu có điểm báo vượng phát về đường công danh, bản mệnh được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc. Con giáp này vốn là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm là điều đương nhiên. May mắn đang ghé thăm người tuổi Sửu cả ở phương diện tài lộc, việc buôn bán trở nên rất thuận lợi. Có những người ký kết được hợp đồng lớn nhờ sự nhanh nhạy và khéo léo của mình. Tài lộc không phải khi nào cũng nhiều, vì thế hãy nhớ tận dụng vận may của mình trong ngày hôm nay. Hòa sinh thổ giúp bạn có thêm tự tin trong việc thể hiện bản thân, vậy nên đối phương sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn đến từ tính thẳng thắn và thực tế của bạn. Do đó, lời khuyên chân thành là hãy chủ động trong mọi tình huống, tin vui sẽ sớm đến với bạn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, có điểm báo vượng phát về đường công danh. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, được cấp trên giao cho trọng trách quan trọng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, buôn bán thuận lợi nhờ sự nhanh nhẹn và khéo léo. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, nên tận dụng hết vận may của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, hãy chủ động trong mọi tình huống. Con số may mắn: 3, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi hàng ngày, Tỵ Dần tương hại báo hiệu có điều không mấy may mắn xảy ra với người tuổi Dần. Họa từ miệng mà ra chủ yếu là do bản mệnh nói năng không kiêng nể, khiến cho người khác mất lòng, thậm chí còn tranh cãi, mâu thuẫn về một vấn đề nào đó. Ngày nay, bạn còn có thể gặp rắc rối liên quan tới giấy tờ. Đây cũng là ngày bạn sẽ phải đối diện với một vài vấn đề liên quan đến bảo hiểm hay ngân hàng. Ngũ hành sinh xuất cho thấy vì quá mải mê với công việc, sự nghiệp mà những người độc thân vẫn chưa tìm được người cùng chung tay gây dựng gia đình. Thời gian trong ngày, hầu hết bạn đều dành gần hết cho những dự án hay kế hoạch nên chẳng còn là bao để tìm hiểu hay làm quen với người khác. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, họa từ miệng mà ra do nói năng không kiêng nể. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, dễ khiến cho người khác mất lòng, dẫn đến tranh cãi. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, có thể gặp rắc rối liên quan tới giấy tờ, thủ tục. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, nên kiên nhẫn khi giải quyết thủ tục hành chính. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, không có thời gian cho chuyện tình cảm cá nhân. Con số may mắn:
5, 4, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ: ngọ, hợi, tuất. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi hôm nay, người tuổi Mão sẽ có một ngày làm việc hăng say nhờ có thiên ấn nhập cục. Bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, đầu óc thư giãn nên vạch ra rất nhiều kế hoạch cũng như dự định mới cho công việc. Nhờ vậy mà hiệu quả tăng cao rõ rệt, được cấp trên ghi nhận thành tích. Nếu có thể đưa ra đề xuất gì thì khả năng sẽ được thông qua rất cao. Mọi chuyện có thể gặp khó khăn bước đầu, nhưng đó là điều thường hay xảy ra trước khi có thể chạm tay tới thành công, nên bạn cũng đừng quá lo lắng. Tuy nhiên, vì ngũ hành mộc sinh xuất cho hoa, nên chuyện tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng lui mà cũng chẳng tiến. Một phần cũng là do tuổi này không dành quá nhiều tâm tư vào phương diện này, một phần là do đôi bên vẫn còn giao cản khi tiến tới nhau, nên cả hai vẫn có vẻ e dè. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, làm việc hăng say, tinh thần thoải mái. Tử vi tuổi Đinh Mão, hòa, vạch ra nhiều kế hoạch cũng như dự định mới. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, hiệu quả tăng cao, được cấp trên ghi nhận thành tích. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, nên chấp nhận những khó khăn và thử thách ban đầu. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, chuyện tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ. Con số may mắn: 4, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: hợi, mùi, tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ bảy này tuổi Thìn có vận trình khá ổn định nhờ thương quan tác động. Bạn làm việc chắc chắn, chăm chỉ, đáng tin nên thích hợp với những công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn. Tuy nhiên, có đôi lúc hơi thiếu sáng tạo, chưa có nhiều đột phá, chỉ làm theo yêu cầu mà không tìm tòi phát triển đổi mới nên ít có cơ hội phát triển. Về tài chính, có thể bạn không có nhiều nguồn thu, nhưng bù lại, nguồn thu nhập ổn định hàng tháng sẽ giúp bạn an tâm hơn, không có nhiều lo ngại về kế hoạch ngân sách sắp tới. Tình trạng này có thể được cải thiện nếu bạn tìm thêm các công việc tay trái, kinh doanh hay buôn bán. Hỏa sinh thổ giúp chuyện yêu đương khá thuận lợi, và đặc biệt với người độc thân thì đây là thời điểm mà bạn có thể tích cực xúc tiến mối quan hệ mới, nhà nhóm của mình. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, vận trình ổn định, làm việc chắc chắn và chăm chỉ. Tử vi tuổi Bình Thìn, thổ, có tính kiên nhẫn nhưng hơi thiếu sáng tạo. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, cần thêm sự đột phá để có cơ hội phát triển. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, yên tâm với nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, chuyện yêu đương thuận lợi với người độc thân. Con số may mắn: 8, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi hàng ngày, kiếp tài cảnh báo nguy cơ mất tiền của người tuổi Tỵ khá rõ trong ngày hôm nay. Con giáp này vì thiếu sáng suốt mà tìm người mù quáng, trao gửi tiền bạc không đúng chỗ. Dù có là bạn bè thì cũng có giới hạn, tiền nong, sòng phẳng, và đặc biệt phải học cách nhìn người tỉnh táo, kẻo bị lợi dụng lòng tin. Ngày nay cũng không thích hợp để tiến hành đầu tư mạo hiểm như chứng khoán hay cổ phiếu. Có vẻ như bạn đang khá sốc nổi và thiếu kiên nhẫn nên không suy nghĩ thận trọng, có thể mắc sai lầm gây tổn thất về tiền bạc. Bạn nên tiếp tục theo dõi thị trường và chờ thời cơ tốt hơn. Điểm sáng trong ngày đến từ chuyện tình cảm cá nhân thăng hoa. Các cặp đôi khá ăn ý, hòa hợp với nhau vì biết cách nhường nhịn và cùng chung mục tiêu. Khi đã đủ hiểu với nhau, hai bạn lên tính tới chuyện tương lai, đưa nhau về ra mắt hoặc là chuẩn bị đám cưới. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hòa, có nguy cơ mất tiền vì thiếu sáng suốt mà tìm người mù quáng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, nên học cách nhìn người tỉnh táo, kẻo bị lợi dụng lòng tin. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, ngày nay không thích hợp để tiến hành đầu tư mạo hiểm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, có thể mắc sai lầm gây tổn thất về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, tình cảm cá nhân thăng hoa, các cặp đôi hòa hợp. Con số may mắn: 8, 0, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Ngọ, được tam hộ che chở, người tuổi Ngọ tha hồ mở rộng được các mối quan hệ mới, phát triển đường xã giao, rất có lợi cho công việc hiện tại. Quý nhân có thể là một người làm việc chung với bạn, đối phương đưa ra nhiều sự trợ giúp và ý kiến đóng góp hữu ích, kịp thời để bạn nâng cao hiệu suất của mình. Đây cũng là lúc mà tuổi Ngọ nên bước ra khỏi vòng tròn an toàn và thử thách bản thân ở những chân trời mới. Đôi khi khó khăn trong quá trình thực hiện khiến bạn nản lòng một chút, nhưng tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa, bạn đừng quá lo lắng. Do ngũ hành bản mệnh hòa vượng nên thể lực của con giáp này có phần sụt giảm, cảm giác mệt mỏi và thiếu tập trung có thể ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Tử vi tuổi Giáp Ngọ,
Kim, mở rộng nhiều mối quan hệ mới, phát triển xã giao. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, có thể gặp quý nhân trong quá trình làm việc chung. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, được giúp đỡ để nâng cao hiệu suất của mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, nên bước ra khỏi vòng tròn an toàn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, thể lực sụt giảm, có cảm giác mệt mỏi. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, thực thân xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mùi, giúp mọi chuyện tiến triển đều đều, việc buôn bán kinh doanh có thuận lợi hơn một chút. Mặc dù chưa lập tức thu về được món tiền lớn, nhưng nhìn chung về lâu dài, lợi nhuận vẫn rất khả quan, bạn nên tiếp tục duy trì và phấn đấu. Có thể nói, khởi đầu ngày mới của bạn khá tốt và có được những suy nghĩ tích cực về tiền bạc, nên tinh thần làm việc cũng vô cùng sảng khoái. Điều này cũng giúp bạn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hay ho, biết đâu đây có thể là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm sự thăng tiến trong công việc. Ngũ hành tương sinh giúp cho tuổi Mùi có thể đón nhận những niềm vui tình cảm bất ngờ. Bạn có thể chăm sóc và vun vén chu toàn cho gia đình của mình, giúp cho tình yêu đôi lứa và tình cảm gia đình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, mọi việc tiến triển đều đều, kinh doanh thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, lợi nhuận khả quan về lâu dài, cần phải kiên nhẫn theo đuổi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa, tinh thần làm việc vô cùng sảng khoái. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo và hay ho. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, đón nhận những niềm vui tình cảm bất ngờ. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, trong ngày này tuổi Thân có lục hợp quý nhân che chở nên vận trình suôn sẻ, bạn có được những cơ hội tốt để làm việc và khởi động các kế hoạch mới của mình. Ngay có quý nhân vận giúp đỡ nên cuộc sống cũng dễ thở và dù gặp khó khăn bạn cũng sẽ sớm có người che chở vượt qua. Tình hình tài chính của tuổi này khởi sắc nhờ các tình chính tài chiếu rọi, thu nhập gia tăng dồi dào. Bạn có nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, chỉ sợ không có sức mà đảm đương hết thôi. Ngày nay bạn cũng có thể tìm kiếm những đối tác làm ăn để có thể san sẻ kế hoạch của mình. Tuy nhiên, đường tinh duyên lại không mấy tươi sáng do bị ngũ hành xung khắc tác động. Người độc thân rất khó tìm được đối tượng ưng ý. Trong khi đó, người có đôi thì lại gặp nhiều bất đồng trong mối quan hệ đôi lứa. Bạn chưa thực sự tích cực trong việc tháo gỡ mâu thuẫn vì còn bận rộn với sự nghiệp cá nhân cũng như mục tiêu kiếm tiền. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, vận trình suôn sẻ và có cơ hội tốt để làm việc. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa, được quý nhân giúp đỡ, giải quyết khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, tình hình tài chính khởi sắc, thu nhập dồi dào. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, có nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc, ảnh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, trong một ngày được tam hợp cục hỗ trợ như hôm nay, đây sẽ là cơ hội tốt tuyệt vời để người tuổi Dậu thể hiện bản thân và gây ấn tượng không chỉ đối với sếp và đồng nghiệp, mà còn với cả khách hàng và đối tác. Bạn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều người mới. Họ có thể là những người sẽ giúp đỡ bạn trong tương lai, nên hãy tận dụng và nắm bắt cơ hội quý giá này. Công việc cũng có những bước tiến mới, nên tình hình tài chính có những dấu hiệu tốt bất ngờ. Việc ký kết hợp đồng làm ăn diễn ra khá suôn sẻ, mang tới nhiều khoản lợi nhuận đáng kể, không chỉ cho bạn mà còn cả doanh nghiệp. Bạn có thể sẽ được trích khoản thù lao tương xứng. Về mặt tình cảm, bạn có vẻ không thực sự nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại. Chính vì thế mà mọi thứ cứ thăng trầm lên xuống không theo ý mình. Ngày ngũ hành tương khắc cũng khiến cho đôi lứa dễ xảy ra tranh cãi vì nhiều vấn đề nhỏ nhặt thường ngày. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, có cơ hội thể hiện bản thân và gây ấn tượng. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, được gặp gỡ và làm quen với nhiều người mới. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, tình hình tài chính có những dấu hiệu tốt bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, việc ký kết hợp đồng làm ăn diễn ra khá suôn sẻ. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, tình cảm cứ thăng trầm, lên xuống không theo ý muốn. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, với người tuổi Tuất, hôm nay là ngày thường quan tụ khí nên bạn cảm thấy rất dễ mất tập trung trong công việc do liên tục bị những vấn đề xung quanh làm phân tâm. Đây là điều bạn cần chấn chỉnh ngay lập tức. Hãy xác định một mục tiêu duy nhất và tập trung hết sức vào nó.
Chỉ có như vậy thì bạn mới nhanh chóng thành công được. Ở phương diện tình cảm, người còn độc thân có thể sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp từ phía người thân trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng bản mệnh cũng đừng quá lo lắng, bởi hôm nay đào hoa nhập mệnh, khi hòa sinh tô, sức quyến rũ của bản mệnh sẽ tăng lên gấp bội, mở ra nhiều trải nghiệm ngọt ngào. Trong ngày, vị trí của tài thần ở hướng chính đông, phía ngoài nhà kho và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hay tiến hành các công việc sửa chữa tại đây. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa dễ mất tập trung trong công việc do bị phân tâm. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ cần xác định một mục tiêu duy nhất để nỗ lực. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc người độc thân khó tìm được một nửa ưng ý. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim sức quyến rũ gia tăng, mở ra nhiều trải nghiệm ngọt ngào. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy cần chấn chỉnh thái độ làm việc mới mong có được thành công. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quỷ nhân phù trợ ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, chịu tác động của cục diện tương xung thái tuế, tuổi Hợi dễ có bất đồng quan điểm với đồng nghiệp. Từ chuyện nhỏ có thể hóa thành lớn nếu giữa con giáp này và đối phương không thống nhất được để tìm ra tiếng nói chung. Về phía mình, bạn cần phải bình tĩnh để giải thích và thuyết phục cho đối phương hiểu được ý mình. Thực tế bạn là người có tài nhưng lại thường tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác nên dễ làm mất lòng không ít cộng sự. Nếu muốn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, tuổi Hợi cần học cách khiêm tốn, hòa đồng và biết kết nối với mọi người để tạo ra địa vị vững chắc. Ngũ hành thủy hỏa xung khắc khiến cho tình cảm sa sút nghiêm trọng. Nếu còn độc thân, bản mệnh đừng kén chọn quá để sớm tìm được người phù hợp với mình. Các cặp vợ chồng cần có sự bao dung hơn, yêu được đã khó, sống với nhau sẽ còn khó hơn nên rất cần đôi bên phải nhường nhịn lẫn nhau. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa dễ có bất đồng quan điểm với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ cần phải bình tĩnh để giải thích và thuyết phục người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc chớ tỏ ra kiêu ngạo hay coi thường người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim cần học sự khiêm tốn, hòa đồng và biết kết nối. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy tình cảm sa sút, người độc thân đừng quá kén chọn. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quỷ nhân phù trợ Mùi, Mão, Dần. Đánh giá tử vi thứ 7 ngày 5 tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào gặp nhiều may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Sửu, tuổi Mùi hay tuổi Dậu. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất, đó có thể là con giáp tuổi Dần, con giáp tuổi Tý hay con giáp tuổi Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin, chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!